Sáng hôm nay nhìn ra thấy bầu trời rất là đẹp. Vì khi mình có được cái thời gian chiêm nghiệm và cảm nhận được sự an lạc, thì nhìn bầu trời cũng như vạn vật bên ngoài, nó có một cái sức sống. Nhìn bầu trời bên ngoài thấy nó lung linh, quang hỷ giống như ngày mùng 1 Tết. Thấy quang hỷ. Thường thì chúng tôi có thời gian tịnh tu, nó hay bất chợt những cái trạng thái tâm lý này. Vì vậy chúng tôi nghĩ buổi giảng hôm nay chắc là quý vị sẽ hài lòng. Và cũng chúc mừng cho những người có mặt trong đây. Cái tính tâm của quý vị tính ra trải trường cũng từ năm 2007. Chúng tôi thường xuyên giảng ở tại Tịnh Thất Quan Âm. Nhưng mà quý vị nghe chúng tôi giảng từ dạo đó đến nay, quý vị vẫn thích thú cái lối giảng của chúng tôi và cái món ăn tinh thần này. Cho nên thành ra ngày thường như hôm nay, quý vị về cũng ngồi kính hết trong cái đạo tràng của chánh điện chính. Chúng tôi rất là hoan hỷ và ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc, phát Bồ Đề tâm tinh tấn niệm Phật. Và hôm nay nghe một buổi thuyết pháp được nhiều sự an lạc, pháp hỷ sung mãn. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng tôi cũng bất ngờ khi lên phòng vãng sanh thì gặp một chiếc quan tài. Nghĩa là có một người mất đã vô đã nằm rồi. Rồi có một người là bà cụ mẹ của chú Nhuận Minh, tức là chú Quang. Hai ông bà ở bên Houston, Texas, Hoa Kỳ. Cũng 5-7 năm nay nghe đĩa của thầy rồi, cho nên thành ra chú phát tâm về đây, chú xin xuất gia cũng được 4 năm rồi.
Thì ba mẹ chú thấy chú xuất gia thì ông bà cũng về đây ở tại trên tịnh thất Quan Âm của mình. Thì bà mới ra đi hồi 5 giờ chiều hôm qua. Thì bà ra đi có cái đặc biệt là thoại tướng rất là đẹp và quan hỷ. Hồi nãy thầy vô thầy nhìn thấy bà mỉm cười, bà quan hỷ. Vì cái tâm nguyện của bà muốn cuối cuộc đời được mất tại tịnh thất Quan Âm, có phòng trợ niệm. Vì cái tâm nguyện của bà muốn mất ở chùa đó, cho nên thành ra cái tâm nguyện này Phật gia hộ cho bà, với cái phước báu của bà cụ được đầy đủ cho bà mất tại đây. Vô nhìn nhìn bà nằm rất là quan hỷ. Ai trong này muốn chết ở chùa giơ tay cho biết. Mới lên giảng mà kêu người ta chết rồi. Nhưng mà có ai thoát khỏi cái chết không? Không ai thoát khỏi cái chết. Mới hôm qua nghe có một người bị một cái chết leo lên trên một cái cần cẩu, nó có một cái thùng để mà tỉa mấy cái nhánh cây á. Thì cái cần cẩu đó nó bị sao đó, nó bị sự cố, nó không có thăng bằng, nó bị xúc ốc hang sao đó, nó lật xuống từ trên cao rớt xuống chết luôn. Nghĩa là đang bấm cây như vậy nhưng mà cái cần cẩu, cái xe đó nghĩ là nó chắc chắn phải không? Cái xe cần cẩu nó đưa cao lên 7-8 mét để bấm những cái cành cây dọc đường. Người ta thuê ông trèo lên trên đó, ông bấm sao mà nó ngồi trong cái thùng vậy mà nó lật cái thùng rớt cắm đầu xuống chết ngắt. Quý vị muốn chết vậy không? Hay là chết tươi tại chỗ luôn. Chết cái đó thì Phật gọi là bị chết trong cửu huỳnh tử. Chết vì tai nạn xe, chết vì đạn bắn xuyên qua người, chết vì uống thuốc tự giận, chết vì nước trôi, lửa cháy, vân vân. Chính cái chết này với điều kiện đắc A-la-hán thì mới mới làm chủ được hướng đi của mình. Còn nếu chưa đắc A-la-hán, tức là chưa chứng đắc Tứ Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A-la-hàm và A-la-hán, thì cái chết này bị nghiệp dẫn. Hầu như những cái chết oan, chết bất đắc kỳ tử mà trong kinh gọi là cửu huỳnh tử, là chính cái loại chết chết mà mình không chuẩn bị trước đột ngột á, thì cái ra đi này nó theo nghiệp, nó theo nghiệp mà hầu như là nghiệp không tốt cho nên nó khiến cái chết như vậy. Nghiệp không tốt cho nên nó khiến chết như vậy. Nghiệp không tốt này từ từ đâu sanh ra? Lắng nghe. Từ thân, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi. Ý tham lam sân giận và si mê, tất cả cái nghiệp đều không ra khỏi thân khẩu ý, đều không thoát khỏi 10 điều gọi là 10 ác nghiệp này. Sở dĩ thọ mạng người ta ngắn mà người ta chết như vậy là do cái nghiệp sát sanh. Cái nhân quả nó chi phối rất là vi tế. Cho nên khi mà quý vị hiểu được nhân quả rồi, đố ai mà dám làm nhân quả xấu là sát sanh, ăn thịt chúng sanh, hay là mình đem lợi về cho mình mà có hại cho người khác, không bao giờ dám.
Khi thấu triệt được nhân quả rồi, bằng lòng với nhân quả xấu nó đến với mình, không than trời trách đất, và không làm cái nhân xấu để mình sẽ gặt cái quả ác trong tương lai, quả xấu trong tương lai. Khi bước vào thắp nhang cho cái quan tài, cái chú đó nhìn cũng chạc bốn mấy tuổi, bốn mấy hay 50 gì đó sâu rồi, lại khai thị cho mẹ chú quan xong rồi bước vào bên trong, thấy một bà cụ cũng nằm mới mất nữa, là hai người mới mất cộng thêm một người nằm trong quan tài nữa là ba người. Nhưng mà quý vị thấy chùa thầy mất nhưng mà nó vui không? Chùa thầy có người mất nhưng mà không nghe tiếng khóc phải không ạ? Chứ nhà quý vị mà một người mất là bây giờ nó khóc rình rang hết trơn rồi đó nghe. Cho nên thành ra quý vị về chùa quý vị mất mình thấy nó vui. Nó êm ấm mà nó hoan hỷ. Nếu thầy không có phòng vãng sanh thì chùa thầy mà kiếm ra một bà già mất cũng lâu lắm. Từ trước giờ các cụ thường trụ thấy ít có mất lắm, toàn là bên ngoài vô mất không à. Vì vậy cho nên thành ra có cái phòng vãng sanh, cho nên thành ra có những người khác người ta vô người ta ra đi. Rồi bước sang có một cái đứa bé nhỏ, cái chân của nó bị teo, nó nằm lại còn một nấm xương à. Thì nhìn thấy cái thọ mạng của nó mình biết. Mà cái thọ mạng này nó ngắn là do cái nghiệp sát sanh của đời trước của nó, cũng như đời này, cũng như cộng với cái nghiệp của gia đình. Nó nằm co ro giống như con tôm, nó rút lại. Sáng hôm nay lên nhìn thấy một vài cái cảnh này, sao thấy trong lòng nó chạnh lòng quá. Chạnh lòng ở đây nghĩa rằng là mình nhìn người ta rồi nghĩ đến mình. Hay nói khác hơn là mình thấu hiểu được cái luật nhân quả, cho nên thành ra mình cảm nhận thấy là họ đang nhận cái quả. Nhưng khi họ không có hiểu được nhân quả thì họ than trời trách đất, họ nói sao xui quá. Thực ra cái việc này không phải là xui, hay còn gọi rằng không phải là do ông Thượng Đế hoặc ông trời nào ông mang đến ông gán cho mình, mà cái này là tự làm tự chịu. Nhân duyên quả báo bắt đầu nó đến với mình. Thì vậy cho nên thành ra sáng hôm nay thầy thấy cái cảnh này, cho nên thành ra thầy thông báo đối với các vị Phật tử các bạn ở đây, và thông báo với những người khi xem qua được cái đĩa này, nên giỏng mảnh phát Bồ Đề Tâm ăn chay trường. Đây là một cái nhân để lúc thọ mạng ra đi không có đau đớn hoàng hoại. Hay nói khác hơn, đây là một cái nhân mà quý vị phát tâm ăn chay trường, nó giúp cho cái nghiệp thọ mạng của mình được kéo dài, và trong hiện tại ít bệnh hoạn, và lúc lâm chung ra đi oan gia trái chủ nó không có đòi. Nên cố gắng ăn chay trường. Trong này có những người chưa ăn chay trường được, đây là điều thầy hơi đáng tiếc. Vậy cho nên thành ra sáng hôm nay khi thầy lên lại thì thầy gặp một người nằm trong quan tài và hai người đang nằm bên ngoài để trợ niệm. Và một đứa bé đang nằm thấp thỏm, tay chân còn rút lại. Cái việc này may thay nhờ cái ban hộ niệm tại tỉnh Thất Quan Âm có cái phòng hộ niệm an ủi cho họ trong cái lúc tuổi già mà thọ mạng hết họ ra đi á. Họ được nằm trong cái hoàn cảnh mà cái tiếng niệm Phật này xuyên suốt từ lúc tắt hơi thở cho đến 12 tiếng, 16 tiếng và 24 tiếng. Đây là cái dịp may của những người hiện tại đang nằm trong hộ niệm, phòng hộ niệm. Và thầy cũng chúc mừng cho những người đang nằm trong phòng hộ niệm được cái duyên là lúc lâm chung. Nếu không được vãng sanh mà nằm trong một đạo tràng trợ niệm thì người này không đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tổ Ấn Quang nói điều này. Và thầy cũng cầu nguyện làm sao những người có mặt trong này hôm nay gieo cái duyên, cái lúc mà mất thì vô phòng vãng sanh của thầy. Nhưng mà cũng vô từ từ thôi, chứ bao nhiêu người này mà chạy vô một lần chắc không có chỗ. Vì vậy
Quý vị muốn cho đến lúc lâm chung thân không đau bệnh, bây giờ mình phải phát nguyện. Nguyện sao? Con nguyện từ bắt đầu ngay giây phút này, con ăn chay trường, con có tiền được con phóng sanh, hoặc giả mỗi chủ nhật, hoặc giả hàng ngày tại tỉnh Thoát Quan Âm có phóng sanh, con tranh thủ thời gian về đây con phóng sanh. Mình muốn cho lúc lâm chung thân không đau bệnh thì bây giờ mình phải phát nguyện ăn chay và phát nguyện phóng sanh. Chứ không phải mình muốn không là được nha. Có nhiều người người ta muốn là tôi muốn lúc lâm chung tôi đau một giờ mất một khắc tôi không phải nằm đó. Cái đó là cái ý muốn của mình nhưng không có hành động. Bởi vì một cái nghiệp nó phải có ba cái yếu tố. Thứ nhất là ý muốn của mình là ý nghiệp. Thứ hai là thân nghiệp. Thứ ba là khẩu nghiệp. Thì ba cái nghiệp là cái hành động này, nếu mà ác thì nó trở thành ác nghiệp, mà nếu mà là thiện thì nó trở thành thiện nghiệp. Nếu mà mình chỉ muốn thôi, mình muốn làm thiện, mình muốn phóng sanh, mình muốn ăn chay, là trong ý niệm mình là ý nghiệp muốn, nhưng mà không có thân nghiệp là ăn, và không có khẩu nghiệp là khuyến khích người khác, gọi là tự hành mà hóa tha đó, thì cái nghiệp này nó chưa thành tựu được, nó chưa hình thành được. Vì vậy cho nên mình muốn lúc lâm chung thân mình không đau đớn và ông gia tế chủ không đến đòi, thì ngay bây giờ mình phải phát nguyện ăn chay và phóng sanh. Và mình nguyện mình muốn lúc lâm chung tinh thần mình tỉnh táo sáng suốt không hôn mê, thì ngay bây giờ mình phải nguyện vãng sanh. Mà muốn nguyện vãng sanh thì phải tinh sâu nguyện thiết hành chuyên, là phải công phu thực hành. Chứ không phải là nguyện vãng sanh không, mà mình không có niệm Phật, mình không có công phu, mình không có tu tập, thì cái nguyện này nó chưa đủ. Nguyện này phải có tính và hành nữa. Vì vậy chúng ta không nên nguyện suông á, mà nguyện này là phải có hành động. Mà có nhiều người nói con chưa ăn chay được cho nên con không dám nguyện, bởi vì con nguyện lỡ mà con trở đũa, con trở ngại, con ăn không được con mang tội với Phật. Không phải. Khi mình phát nguyện một lần không được, trở ngại, trở đũa, bị bệnh bác sĩ phải kêu ăn xương, ăn thịt, ăn cá để cho nó đủ chất, gia đình ép vì hoàn cảnh, mình không thực hành được cái nguyện đó, là cái nguyện ăn chay. Bây giờ tiếp tục lập nguyện lại, phát nguyện đôi ba lần, năm bảy lần, không sao cả. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi mong quý vị nên nghe cái buổi giảng của chúng tôi sáng hôm nay, thấy cái cảnh mà những người đang nằm nó ra đi á, nên phát bồ đề đề tâm ăn chay trường. Sao bây giờ người ta ra đi mà mình còn ngồi đây? Bởi vì mình còn thọ mạng, thọ mạng mình còn. Còn những người ra đi đó thọ mạng hết rồi. Bây giờ mẹ chú Quang có con cái bên nước ngoài, có tiền mang 1-2 tỷ tiền Việt Nam mang về phóng sanh để ba sống lại, sống được không? Sao sống được nữa? Thọ mạng hết rồi. Tiền mua không được à? Không có cái gì có thể đổi được cái thời gian thọ mạng khi thọ mạng đã hết. Chỉ một điều, ngay lúc này, ngay lúc này làm gì? Kéo dài thọ mạng. Kéo bằng cách nào? Kéo bằng cách mình ăn chay, khuyến khích người ăn chay. Mình phóng sanh, khuyến khích người phóng sanh. Đây là cái cách để kéo dài thọ mạng. Ít có ai hiểu điều này. Dẫu cho có người hiểu điều này, người ta không dùng toàn tâm cật lực để người ta làm, làm trong giới hạn. Cho nên cái thọ mạng vẫn là quan trọng, và dùng toàn bộ tâm tư, sức lực, thời gian thọ mạng để làm những việc đem lại những cái lợi trước mắt, tiền bạc của cải để lo cho ăn mặc ở bệnh, và tạo ra những nghiệp thiện thì sanh cõi trời. Nhưng mà tạo nghiệp thiện cũng hơi khó nha. Và tạo nghiệp ác để chuẩn bị vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chúng ta dùng toàn bộ thời gian, sức lực và thọ mạng của mình để làm việc này.
Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta phải lo toan cho gia đình, kiếm của cải vật chất, lo cho vợ con, chồng con, lo cho cuộc sống. Cái chuyện đó là chúng tôi không dám ngăn cản, vì có cuộc sống mình phải mưu sinh, mình phải lo toan. Nhưng mà cái cách khéo léo của mình lo toan, mình dùng thời gian nhiều quá, mình lo cho những cái nghiệp thiện và nghiệp ác để nó lẩn quẩn trong lục đạo luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula. Chúng ta không có dùng cái thời gian để tích lũy được cái công đức tịnh nghiệp để chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa là cái thời gian của quý vị không phải là dài đâu. Vì không phải là dài cho nên nó hết trong nay mai. Chúng tôi vẫn đặt để cái thời gian, cái quỹ thời gian là quan trọng nhất. Chúng tôi tích lũy lại cái thời gian để chuyên tu và chuyên giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Bây giờ chúng tôi sợ cái thời gian nó hết khi mình làm những cái việc phụ mà mình không trở về cái chuyện chánh. Chuyện chánh của mình là niệm Phật cầu vãng sanh, thoát ly sanh tử là chuyện chánh. Và giúp cho người khác biết ngày giờ vãng sanh, tận mắt tận tay mình tiễn đưa họ về Cực Lạc. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi. Cái thời gian còn lại chúng tôi làm việc này, đây là sở thích và niềm vui chúng tôi làm. Vì vậy cho nên thành ra những Phật tử ở trong này có cái sự hưởng ứng và thích thú về cái việc là mình ngoài cái chuyện mình làm ăn, lo xây nhà, xây cửa, dựng vợ giả chồng cho con cái, ngoài cái thời gian đó ra, quý vị thích thú về cái việc, cái lý tưởng, tức là mơ ước cái lẽ sống trên con đường mà tu tập để giảng sanh Cực Lạc, thì quý vị sẽ có những cái thời gian, một là đến đây ngồi nghe chúng tôi giảng, còn hai là về đây niệm Phật, ba là nghe những cái đĩa của chúng tôi, bốn là lên trang web vôlượngthọ.vn có thể mình theo dõi những cái hướng đi của chúng tôi và cái đạo lý mà khi chúng tôi tu tập nói để cho quý vị có tín tâm. Nếu ai có duyên thì chúng ta kết duyên với nhau, còn nếu không có duyên thì đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi cũng không sao, không có gì phải lo. Cho nên thành ra chúng tôi đủ duyên để giáo hóa và trợ duyên cho họ về Cực Lạc, dầu cho còn một người mình cũng hướng dẫn họ, không bỏ rơi họ. Nhưng cũng may thay hôm nay không phải một người mà đông ghê á nghe. Hôm nay đông á nghe. Nhưng mà đông đây không phải là già nhưng mà còn trẻ nữa nghe. Mấy đứa nhỏ nữa. Vì vậy cho nên thành ra mỗi lần chúng tôi bước lên trên cái pháp tòa, thấy được cái lượng người đông ngồi như vậy, trong lòng nó vui lắm. Nó vui không thể diễn tả. Còn hơn người ta cho mình vàng bạc đô la hột sòn. Cái này nói chân thật. Bởi vì cái niềm vui của mình là cái niềm vui nói được chánh pháp trong thời mạt pháp. Chánh pháp đó là gì? Đó là pháp môn tịnh độ. Nói được chánh pháp trong thời mạt pháp để cho những bạn sen có duyên để kết duyên với chánh pháp này trong một đời này để họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Cho hôm nay chúng tôi đổ toàn tâm cái thời gian vào để tu tập và để nghiên cứu, để chúng tôi giảng. Giảng làm sao nó có cái hồn, giảng làm sao mà Phật tử ngồi nghe mà không có biết đói bụng. Giảng làm sao mà Phật tử ngồi nghe mà họ chăm chú, họ lắng nghe mà họ không buồn ngủ. Ca trong đây buồn ngủ không? Mấy chú canh cái máy quay phim mà cái bà cụ nào mà ngủ là quay cho thiệt rõ cho thầy nghe, để thầy đem lên thầy khoe. Có mấy bà cụ vẫn ngủ dữ lắm á. Lạ lắm nghe, cái nghiệp hôn trầm của mình đó, ngồi nghe cái lỗ tai nghe mà con mắt nó ngủ á. Không phải đơn giản đâu. Quý vị biết một cái buổi nói chuyện như vậy đủ thành phần, tri thức có, ông già, bà già, trẻ nhỏ, đủ đủ thành phần, tầng lớp, căn cơ, trình độ. Ngồi trong một cái buổi hôm nay nghe mình giảng mà toàn bộ thành phần nào họ cũng tập trung, họ lắng nghe, họ hiểu hết, không phải là dễ.
mà không phải giảng 45 phút theo cái thời gian của sư phạm bên ngoài dạy học, mà giảng đây là nhiêu, 2 tiếng, không phải là đơn giản. Cái chức nghiệp mà dạy học về Phật học này đối với Phật tử, thực sự chúng tôi cũng có cái duyên từ năm 20 tuổi, năm nay gọi là 23 năm, gọi là 23 năm trong nghề, mà như nghề nó dạy nghề. Chúng tôi thích cái chức nghiệp này, bây giờ chúng tôi đang đầu tư cái chức nghiệp này. Lắng nghe nè, Hòa Thượng Tịnh Không bao nhiêu năm? 30 năm. Khi học với Ngài Lý Bỉnh Nam 10 năm xong, bước ra bên ngoài không có một cái đạo tràng để giảng. Ở nhà, trong nhà bà Hàng Quán Trưởng 17 năm, ngày nào cũng lên đài giảng 2 tiếng, có bữa 5 người, có bữa 3 người, không có ai, Ngài cũng giảng rồi thâu băng nghe lại 17 năm. Khi mà gia đình bà Hàng Quán Trưởng không đủ khả năng lo, bà Hàng Quán Trưởng bà tịch á, bà này là ở bên Đài Loan, lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không ở Đài Loan á, thì khi mà bà tịch rồi á, Hòa Thượng có một cái đạo tràng nhỏ ở tại Đài Loan cũng chưa có ai biết đến, phải 13 năm nữa là 30 năm ngồi lên đài giảng, phải luyện tâm luyện công khổ cực như vậy đó mới thành tựu một vị giảng sư. Phải mất 30 năm, sau đó rồi những người mà biết ngài đó đi ra bên nước ngoài, bên Mỹ, bên Canada học thành tài rồi ở bên nước ngoài bắt đầu mới mới thỉnh ngài đi nước ngoài giảng, đi Mỹ, đi Canada, đi các nơi trên thế giới. Thì hôm nay cái đức độ và cái khả năng của Hòa Thượng giảng, chúng tôi ngồi nghe chúng tôi thấy đây là một vị đại pháp sư giảng quá hay, giảng quá hay, mà đạt được như vậy phải mất hết mấy chục năm quý vị, 30 năm khổ công luyện trên đà, trên pháp tòa ngồi giảng. Vì ngài nói rằng là suốt cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 49 năm, 49 năm thuyết pháp trên 300 hội, cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy giáo, là người đi dạy học, là người đi thuyết pháp. Và cuộc đời của Đức Phật để lại là cái gì? Kinh Tạng và Luật Tạng. Về sau các vị tổ mới lấy kinh đó, viết thành luận, gọi là Luận Tạng. Và ba tạng kinh là Kinh Tạng, Luận Tạng và Lục Tạng. Đây là của báu, đây là của báu. Cho nên quý vị mới nghe Tam Bảo. Tam là ba, bảo là báu, Phật bảo, Pháp bảo, đó là Kinh Tạng, Luận Tạng và Lục Tạng. Tăng bảo, đúng không ạ? Ba cái quý báu này còn lưu lại ở cõi cõi đời này. Cho nên thành ra cuộc đời của chúng tôi để lại cái gì? Để lại cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, để lại những cái băng đĩa của chúng tôi thuyết giảng cho Phật tử nghe, lưu truyền lại. Vì cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chùa chiền là Phật tử đứng ra xây, giao cho Phật tử trông coi. Ngài đến đó ngài giáo hóa xong giao lại, như Kiều Viên Tịnh Xá, Trúc Lâm Tịnh Xá, giao lại cho Phật tử trông coi. Ngài có một cái nơi ngài ở. Vì vậy cho nên thành ra ngài không chủ trương để xây dựng những chùa chiền, mà chùa chiền đó là Phật tử đứng ra xây. Nhưng trong thời đại hôm nay, vì theo những cái cuộc sống thay đổi, thì quý thầy đứng ra để xây dựng chùa, đó là cái việc của quý thầy để truyền thừa những cái cơ sở tôn giáo cho hậu thế. Chúng ta hoan hỷ vui vẻ, không có gì gọi là chê bai chỉ trích. Mỗi vị là mỗi hành động, là mỗi vị Bồ Tát đi vào cuộc đời. Chúng ta không phân biệt, bàn luận chê bai chỉ trích.
mà chúng ta chỉ nhắm vào cái con đường của Đức Thế Tôn đi. Cái con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi là chỉ cho chúng sanh lìa khổ được vui. Cái cõi đời này là cái cõi ngũ trược ác thế là khổ nè. Giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh vượt khỏi ra tam giới, dục giới và sắc giới, vô sắc giới, khi bỏ báo thân này trực chỉ diện kiến Đức Phật A Di Đà ở bên cạnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là mục tiêu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra giáo hóa cho chúng ta trong cái thời gian 9.000 năm mạt pháp này, 10.000 năm mạt pháp này. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái cõi đời ngũ trược ác thế. Khi sáng hôm nay ra gặp một người nằm trong quan tài, hai người đang nằm bên ngoài, chắc chắn ở trong này có những người khi vô thấy những người chết đắp cái mền quang minh, nhìn thấy người ta sợ, hơi lạnh mình. Có những người hộ niệm quen thì đi vô khám đồ, cầm tay cầm chân đồ bình thường. Hôm nay chúng tôi lên phòng hộ niệm, chúng tôi thấy cái hoàn cảnh này. Chúng tôi muốn nói đến cái cõi đời này là cõi đời mà Đức Phật nói đó là ngũ trược. Thứ nhất là kiến trược. Kiến là cái nhìn, kiến là hiểu biết, cái nhìn trong tâm mình đó, nó không đúng đắn. Thứ hai là mạng trược. Thứ ba là chúng sanh trược. Thứ tư là phiền não trược. Thứ năm là kiếp trược. Hôm nay lắng nghe năm cái điều này nghe. Kiến trược tức là chúng ta nhìn cuộc đời qua một cái lăng kính không đúng đắn. Trược một tên khác nữa gọi rằng là phiền não, là tập khí ô nhiễm, gọi là trược. Ví dụ mình nhìn cái thân của mình, ít khi nào mình nghĩ nó là vô thường. Thì khi mà hiểu biết về cái kiến trược, là cái hiểu biết là cái nhìn trong tâm linh của mình nó sai lệch đó, thì gì nữa, nó đi đến cái mạng trược. Mạng trược nghĩa là thân thể mình bị ô trược và thọ mạng mình ngắn ngủi, gọi là mạng trược. Quý vị vô quý vị thấy cái đứa bé này là cái mạng trược. Vì sao gọi là đứa bé này mạng trược? Vì thọ mạng nó ngắn và nó nằm co ro có rút như con tôm, và thân thể của nó đang bị những cái nghiệp chướng đó, nó cắt đi cái thọ mạng. Và chúng tôi nghĩ nó nằm như vậy không bao lâu nữa đâu. Cái đó là hình thức của mạng trược. Thân thể thọ mạng ngắn, đau bệnh, gọi là mạng trược. Mạng trược này từ cái kiến trược, cái nhìn sai lầm. Cái này lắng nghe danh từ Phật học nó chuyên môn một chút. Các cụ, các cô cố gắng lắng nghe. Hôm nay chúng tôi giảng nó có cái phần hơi sâu một chút. Thì chúng tôi vào công phu chiêm nghiệm mà lắng sâu vào trong định để chiêm nghiệm Phật Pháp, thì chúng tôi ra giảng nó hơi sâu một chút. Lúc trước chúng tôi giảng nó sinh động, quý vị cười hoan hỷ, hơi khoai hà nhiều. Nhưng mà lúc này thì chúng tôi lắng sâu vô trong định giảng, cho nên nó có chiều sâu, quý vị cố gắng lắng nghe, tập trung lắng nghe, nó thú vị lắm á nghe. Nếu mà 2 tiếng đồng hồ mà quý vị ngồi nghe cái âm thanh chúng tôi như vậy, nó không bị những cái phiền não nó xen tạp vô, cái buồn phiền, cái lo toan, những cái ý niệm vẩn vơ đó, nó không có chiếm ngự ở trong tâm của quý vị, mà quý vị cứ tập trung để cái tâm trên lời nói của chúng tôi, bắt đầu quý vị đi vào định. Cái cảm giác này như thế nào? Chắc là ở dưới này có những người cảm nhận được. Quên đói, quên mỏi, quên mệt, quên mọi việc bên ngoài. Cái lòng mình bắt đầu nó lắng sâu vào trong cái chánh pháp của Như Lai, nó hưởng những cái niềm an lạc gọi là pháp hỷ. Đây là một nguồn dinh dưỡng của tinh thần. Dinh dưỡng này là dinh dưỡng cao cấp,
nó hơn Ensure á. Một ngày chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không 2 tiếng đồng hồ. Mà bữa nào không nghe chịu không nổi, thấy nó thiếu thiếu. Mà nghe đến cái giây phút mà khoảng bắt đầu qua khoảng 1 tiếng rồi bắt đầu nó vô định. Vô định thì sao? Có nhiều lúc mình lắng nghe mình không thấy mình thở luôn. Không thấy mình thở. Nó thở bằng chân lông á. Lạ lắm. Trong người nó có cái cảm giác lạ lắm. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi bất chợt có những người người ta nghe để chúng tôi đến 2-3 giờ sáng. Sáng hôm nay khi chúng tôi chuẩn bị lên đây giảng thì có mấy chú nói có một cái cô Phật tử, hai vợ chồng ở bên Mỹ mà gần New York. Khi mà nghe đĩa của chúng tôi đến 2-3 giờ sáng, càng nghe chừng nào cái tâm của họ càng vô định chừng đó. Sáng thức dậy đi làm không có mệt. Cho nên chúng tôi mới nói là khi mà mình cảm được cái lời pháp một vị thầy đó, mình cảm được pháp môn đó rồi, cũng như là mình cảm được pháp môn tịnh độ rồi, mà nghe những người nói nó hợp với cái tần số mình, nó hợp với cái hướng đi của mình, nó hợp với quan điểm của mình, và nó hợp với cái phương pháp của mình đang đi theo, tự nhiên mình thích thú, đồng tình với nhau. Nó tạo một cái tính tâm, nó tạo cho mình một cái lòng tin về cái pháp môn này. Chúng tôi nghĩ là những người có mặt ở trong pháp hội hôm nay đang ngồi, già cũng như trẻ, cảm được điều này. Mà cái trạng thái của quý vị cũng giống như trạng thái của chúng tôi, cảm được cái lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. Hôm qua chúng tôi nói, cái lúc 45 tuổi mà Hòa Thượng bị bệnh, Ngài vô trong cái phòng, Ngài đóng cửa nhập thất một tháng. Ngài nói nếu mà thọ mạng Ngài lúc đó mà hết là Ngài vãng sanh được phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh. Mà từ 45 tuổi đến hôm nay là 88 tuổi. Mà nếu đến bây giờ Ngài vãng sanh thì Ngài phải đến thường tịnh quang tịnh độ, thượng thượng phẩm vãng sanh. Tuy là thân Ngài là thân người phàm, thân người ở cõi ta bà này, nhưng tâm Ngài đã ký gửi bên liên thai, Ngài là con người, là người dân ở cực lạc rồi, muốn về lúc nào là về. Mà khi quý vị mà đã cảm được cái người dân ở cực lạc mà người nói, mà Ngài nói cho quý vị nghe, là hầu như Ngài nói những cái gì sự thực về cái pháp môn niệm Phật này và sự thực ở bên cảnh giới cực lạc. Hồi chiều hôm qua Ngài có nói cái điểm này chúng tôi nghe mà chúng tôi cảm xúc, chúng tôi có ghi lại, nhưng mà chúng tôi nhớ trong đầu, biết có duyên với Hòa Thượng sau khi Hòa Thượng nói những cái điều chúng tôi chợt nhớ và cảm xúc rồi, tự nhiên chúng tôi có một cái niềm tin mãnh liệt. Ngài nói cuốn kinh Vô Lượng Thọ này nè, nếu tụng ngàn lần, thực ra Ngài nói nếu 1.000 lần, Ngài nói vậy thôi chứ thực ra là 10.000 lần, 20.000 lần, cứ chân thật mà tụng đi. Và khi tụng á, là khỏi cần phải hiểu cái nghĩa trong kinh này như thế nào, khỏi cần, cứ chân thật mà tụng, không cần phải khởi niệm hiểu nghĩa như thế nào, cứ tụng lâu ngày đi, rồi gì, rồi nó sẽ đắc được vô lượng thọ tam muội. Vô lượng thọ tam muội là gì? Tam là chánh, muội là định. Nhờ cái sức tụng kinh mà nó đi vào chánh định, và mình được cái vô lượng thọ, là thọ mạng kéo dài. Cho nên người tụng kinh vô lượng thọ thì thọ mạng kéo dài. Vì sao? Vì khi mình tập trung để tụng kinh vô lượng thọ, gọi là định. Mà định trên kinh, định trên lời Phật dạy, định trên nguyện của Phật, và định trên công đức của Phật. Bởi vì kinh nó chứa đựng công đức của Phật, thì mình định trên kinh, trên công đức của Phật, thì thọ mạng của mình sẽ kéo dài. Cho nên người tụng kinh lâu ngày mà tụng kinh vô lượng thọ thì được vô lượng thọ tam muội. Lâu ngày nha, nhớ lâu ngày là một bộ này, không xen tạp bộ khác nha, chuyên nhất lâu ngày nha.
thì sẽ được vô lượng thọ tam muội. Tam là chánh, muội là định, và cái chánh định này nó có khả năng để kéo dài thọ mạng. Kéo dài đến bao nhiêu? Kéo dài đến bao nhiêu? 112 tuổi là Pháp Sư Hải Hiền. Pháp Sư Hải Hiền 112 tuổi là do niệm Phật A Di Đà, cho nên thành ra cũng được vô lượng thọ tam muội. Pháp Sư Hải Hiền cũng được vô lượng thọ tam muội, là được cái chánh định để có tam muội kéo dài thọ mạng 112 tuổi. Lúc ngài ra đi, quý vị biết làm sao ngài ra đi như thế nào? Người ta mang cái cuốn sách tặng cho ngài. Ngài không biết chữ, ngài hỏi cuốn sách gì vậy? Phật tử nói cuốn sách này là Tăng Khen Tăng. Muốn, nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh thì chỉ có Tăng Khen Tăng. Kêu à, cuốn sách này hay quá. Ngài kêu mọi người lấy y mới nhất cho ngài, mà y này là ít khi nào đắp, y này là quý lắm. Rồi sao nữa? Kêu thợ chụp hình tới. Ngài đứng, ngài cầm cuốn sách. Ngài kêu chụp cho ngài tấm hình đi. Khi chụp cho ngài tấm hình xong rồi, hôm sau ngài vãng sanh. Ngài đợi cái cuốn sách Tăng Khen Tăng. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng Khen Tăng. Ngài lấy cái biểu pháp này, ngài chụp một tấm hình. Rồi sao nữa quý vị? Rồi ngài hôm sau vãng sanh, tự tại ra đi. Chúng tôi đang nhờ một người dịch cái cuốn này, cái cuốn Tăng Khen, nếu muốn Phật Pháp hưng, Tăng Khen Tăng, đang dịch ra. Chúng tôi in 10.000 cuốn cho đọc ra. Vì sao người ta lại có khả năng người ta kéo dài thọ mạng được 112 tuổi? Như vậy cái khả năng của ngài Hải Hiền có phải là căn cơ ngài ở đời trước ngài có tu rồi ngài mới được như vậy hay không? Không phải. Mà cái căn cơ của ngài nó phải phụ thuộc vô cái pháp môn tịnh độ, phụ thuộc vào cái công đức trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Mà công đức trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là chính. Và công đức trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là một cái pháp môn mà thượng căn, trung căn và hạ căn như quý vị và chúng tôi đều có khả năng kéo dài thọ mạng được. Nhưng mình đầu tư cái thời gian để cho cái công đức vô lượng thọ, cái công đức niệm danh hiệu A Di Đà Phật nó được kéo dài thọ mạng, chúng ta đầu tư ít quá đi. Hiểu đầu tư ít không ạ? Hiểu đầu tư ít nghĩa rằng là mình dùng cái thời gian của mình lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền nhiều quá. Mãi đến hôm nay có một số các cụ mới chịu buông về tại tỉnh Thất Quan Âm, con cái như thế nào là giao hết toàn bộ về tại đây ở để tu tập, chịu buông bắt đầu mới đầu tư. Mà trong khi đó là nó đã đến 6-70 năm lão lai tài tận mình mới về đây. Còn cái thời gian chung trẻ của mình đã đốt một cái thời gian tương đối khá dài, hơn 2/3 cuộc đời của mình. Và có những người hiện tại trong này tuổi còn trẻ, cũng như là quý Phật tử, tuy rằng là thời gian của mình vẫn chưa già, nhưng mà mình vẫn đang đi trên cái con đường để mà lo cho cơm áo gạo tiền, xây dựng cuộc sống gia đình. Dĩ nhiên quý vị đang đi trên con đường này vì cái cuộc sống mà mình đã tạo ra. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói để quý vị có một cái nhìn, tuy rằng mình vẫn đi trên cái con đường để lo cơm áo gạo tiền, dựng vợ gả chồng, lo cho cuộc sống, nhưng mà mình cũng phải dành một cái thời gian để mình tích lũy cái công đức, để lỡ mà mai hậu cái thời gian thọ mạng nó hết, mình trở tay kịp. Nhưng mà chúng tôi nói mình dành thời gian một ít, chứ thực ra nếu mà dành một ít đó, thật sự không đủ á nghe. Một ngày 24 tiếng đồng hồ quý vị dành buổi sáng 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng, còn 20 tiếng trở lại là mình mất hết lại là khoảng mấy tiếng đồng hồ ăn ngủ rồi. Ngủ chúng tôi cho quý vị khoảng 5 tiếng hoặc 4 tiếng đi, ăn 2 tiếng nữa là 6 tiếng. Rồi còn đi làm công việc đồ này nọ nữa thì mình còn có 4 tiếng để mà công phu tu tập thôi. Thì cái chuyện giảng sanh của quý vị nếu mà mình không có tranh thủ thì chúng tôi nghĩ là sợ không đủ vốn. Hôm qua Hòa Thượng Tịnh Không nói ngài
Hà ngài Hoàng Niệm Tổ đó, quý vị lắng nghe này nha. Hôm qua Hòa Thượng Tịnh Không nói ngài Hoàng Niệm Tổ, cái lúc mà ngài trước khi vãng sanh 6 tháng á, là ngài niệm một ngày 14.000 câu, 14 muôn chứ, một muôn là 10.000, là 140.000 câu. Cái lúc ngài vần vãng sanh 6 tháng lúc cuối á, thì ngài niệm như vậy là một ngày như vậy là 14 muôn, một muôn là 10.000, là 140.000 câu. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói trong tất cả các vị tổ đó thì chỉ là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ này là đạt cái số lượng là đỉnh cao nhất, là một ngày 14 muôn. Thời gian là bao nhiêu? 20 tiếng. Mà niệm 4 chữ ngàn chứ không phải là 6 chữ ngàn. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Niệm xuyên suốt chỉ có ăn ngủ 4 tiếng thì đủ 14 muôn. Tự tại biết ngày giờ thâu thần tịch diệt vãng sanh. Ngài là chú giải cái bộ kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, ngài chú giải cái cuốn này. Hòa Thượng Tịnh Không đang giảng. Thì cái lối niệm của ngài không gián đoạn và liên tục. Không phải là 20 tiếng trong một lần. Thì buổi sáng ngày niệm khoảng 6 7 tiếng, ngày ăn uống khoảng 1 tiếng cái bắt đầu ngày tiếp tục ngày niệm, rồi bắt đầu ngày sẽ ăn uống rồi tiếp tục ngày niệm, chứ không phải là ngày ăn với ngủ 4 tiếng còn bao nhiêu ngày làm luôn đã rét 20 tiếng thì chắc không ai làm nổi rồi, nó phải chia cái khoản ra. Mà quý vị biết cái lúc đó ngài đang bệnh nha. Đang bệnh nhưng mà vẫn không bỏ công phu, vẫn niệm ra tiếng, thân là bệnh nhưng còn nói được, còn ăn được, còn suy nghĩ thì còn niệm Phật được. Và khi niệm đến mức độ thân bệnh mà tâm không bệnh, tâm niệm A Di Đà Phật, tâm ngài với tâm A Di Đà Phật là một, còn cái thân này trải nghiệm nó cái bệnh gì nó bệnh. Cho nên ngài mới nói là miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà, Di Đà, Di Đà, cứ niệm luôn là liên tục không gián đoạn, hèn chi Di Đà niệm Di Đà. Sở dĩ mà hôm nay chúng tôi giảng mà nó đi sâu vào pháp môn tịnh độ, tất cả những cái mẩu chuyện cũng như là những cái điều chúng tôi nói là nó đi vào trong tịnh độ, là vì chúng tôi để toàn tâm vào pháp môn tịnh độ. Chúng tôi cũng mong quý vị làm sao nhất hướng đi trên một con đường. Một con đường đó là một con đường trực chỉ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, không đi lòng vòng, không đi ngõ rẽ. Không đi lòng vòng là một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng. Không đi lòng vòng là một danh hiệu A Di Đà Phật mà niệm. Không đi ngõ rẽ là một danh hiệu Phật mà lạy. Hôm nay không lạy vạn Phật nữa. Không phải mà mình không không có có tôn kính vạn Phật, Phật nào cũng tôn kính. Nhưng mình lạy một Phật A Di Đà. Khi mà mình cảm một Phật A Di Đà rồi, mình cảm tất cả Phật. Bởi vì A Di Đà Phật là một danh hiệu Phật mà bao gồm hết mười phương chư Phật. Lắng nghe ngay chỗ này. Chỗ này quan trọng nha. Chỗ này là chỗ thâm sâu nha. Cả mười phương chư Phật thành Phật đều có một danh hiệu là Vô Lượng Giác. Và đạt đến trình độ của Phật gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lắng nghe nha, lắng nghe nha. Và danh hiệu A Di Đà Phật cũng là danh hiệu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà mình niệm một danh hiệu vô thượng chánh đẳng chánh giác này mà cảm được rồi, mà tâm mình tương đồng với danh hiệu của Phật, tâm tức Phật mà Phật tức tâm, và tâm mình tức là câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm mình, nó hòa quyện như nước với sữa, mà mình cảm được Phật A Di Đà rồi thì cảm được mười phương chư Phật. Cho nên niệm một danh hiệu A Di Đà Phật là niệm tất cả mười phương chư Phật, không có thiếu. Lời này mới nghe hôm qua Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Chỗ này thấm thía lắm á ngàn. Chỗ này mà ai mà nghe được là phê lắm á. Niệm mười phương chư Phật, niệm vạn Phật để ngộ được nguồn tâm, ngộ được tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ khó vô cùng. Lạy vạn Phật, lạy muôn ngàn vị Phật,
để ngộ được tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ khó hơn là lạy một Phật A Di Đà để ngộ được tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ. Năng lạy là mình, sở lạy là Phật A Di Đà. Ngộ được tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ dễ hơn là quy vạn Phật về một Phật, ngộ được nguồn tâm, và lạy một Phật ngộ được một nguồn tâm dễ hơn. Còn lạy vạn Phật mà ngộ được tự tánh của mình, cảm được một Phật khó hơn, vì lạy Phật trước nó quên Phật sau. Chỗ này là chỗ bí quyết của thành công mà Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói chớ nên xen tạp. Một Phật mà lạy. Chỗ này có nhiều người sẽ nói tu vậy ít quá không đủ. Ngài Hải Hiền có biết chữ nào đâu, vậy mà Ngài thành tựu được đạo nghiệp thâu thần tịch diệt, tự tại vãng sanh, thọ mạng kéo 112 tuổi, không đau bệnh mà ra đi. Một câu Phật hiệu đầy đủ hết. Điều mình dùng nó chưa đúng công thức và chưa đủ thời gian, chưa đủ dung lượng, chưa đủ đô, biết không? Chưa đủ đô đó thôi. Nếu mà đủ đô tức là cái tâm của mình mà cảm được danh hiệu Phật, lực của Phật tức là lực của mình tức là lực của Phật, nó hòa nhập với nhau là một, thì quý vị làm không việc gì mà không thành tựu. Một cái niệm sân khi nó khởi lên đủ đô rồi, nó có thể đi cầm dao, nó giết người, nó không sợ sệt một cái gì hết. Bởi vì cái lực sân nó đã đủ cái đô rồi. Và cái lực sân này khi nó hận thù người khác, nó tới cầm dao, nó đâm người ta chết. Khi cái lực sân này hết rồi, bắt đầu nó sợ. Nhưng cái lực sân này lúc đó đủ cái đô đó, nó bảo bọc cái tâm, gọi là năng lượng sân bảo tồn cái tâm, nó không có sợ. Nhưng mà cái năng lượng sân á, rất dễ khởi trong cõi này. Vì nhiều người sân người ta giúp cho mình, và cái nghiệp sân từ vô lượng kiếp đến bây giờ nó đã thành khối trong này rồi. Cho nên khi mình khởi sân lên nó rất là dễ dàng, mà không muốn khởi nó cũng khởi nữa. Còn cái lực niệm Phật nó yếu ớt quá, không có ai nung đúc mà mình cũng không có dành thời gian nung đúc. Cho nên cái lực niệm sân, cái lực sân nó mạnh hơn, cái lực tham nó mạnh hơn, cái lực si mê nó nặng hơn, cái lực phiền não nó mạnh hơn. Cái lực niệm Phật nó yếu. Khi mình khởi nó lên thì cái nồng độ và cái sức lan tỏa của tham sân si á, nó thấm vô tâm mình, nó lan tỏa toàn thân. Cho nên cái lực niệm Phật mình nó yếu, nó không đủ cái tác dụng để cho nó pha loãng những cái lực sân gây ra. Cho nên thành ra người niệm Phật vẫn bị phiền não dắt đi, là do cái lực niệm sân nó mạnh hơn cái lực niệm Phật. Mạnh được yếu thua, lực nào mạnh lực đã thắng. Nghiệp lực nặng mạnh, lúc thọ mạng hết, nghiệp lực sân nặng đẩy mình vào địa ngục nó thắng, bởi vì nó mạnh. Lực si mê mạnh, lúc thọ mạng hết nó đẩy vào lò súc sanh, vì lực nào mạnh lực đã thắng. Lực niệm Phật mạnh, vì sao mạnh? Vì có thời gian đầu tư, vì có thời gian để tích chứa, vì có thời gian lặp đi lặp lại. Mà lặp đi lặp lại thì tạo thành lực. Mà tạo thành lực đó là sức mạnh. Sức mạnh của niệm lực là niệm A Di Đà Phật. Mà sức mạnh niệm lực của A Di Đà Phật mà mạnh được rồi thì nó thắng muôn ngàn niệm khác. Vì đây là niệm giác, mà giác đến đâu thì mê sẽ đẩy lùi đến đó. Dầu cho căn nhà này 1000 năm tối tăm, nhưng bắt một ngọn đèn lên, khi nó bùng sáng cái ngọn đèn thì tối kia tự lúc lui, chứ không phải đợi 100-200 năm, 1000 năm nó mới rút lui. Hiểu không? Mê trong tâm mình từ vô lượng kiếp đến hôm nay, mà lấy câu A Di Đà Phật là vô lượng giác mà soi vào trong tâm, mà câu A Di Đà Phật là vô lượng giác nó soi vào trong tâm, mà nó đủ được cái năng lực vô lượng quang phát sáng, thì tất cả những si mê rơi rụng hết. Nãy giờ chúng tôi đang dẫn chứng cái cụ thể để cho quý vị hiểu được, nhưng mình chưa có cái thời gian công phu, chưa có một cái sức mạnh
của cái niệm lực là niệm A Di Đà Phật á, nó chưa có một cái sức mạnh, bởi vì mình chưa có thời gian đầu tư cho nó. Cho nếu quý vị mà có thời gian đầu tư, thời gian đầu tư là nghe pháp niệm Phật, nghe pháp niệm Phật tụng kinh, mà khi trí tuệ nó phát sáng rồi, quý vị làm bất cứ công việc gì ngoài thế gian nó cũng thành công. Mà nhờ cái công đức niệm lực tích chứa trong danh hiệu A Di Đà Phật đó đó, nó giúp cho bạn sẽ thành công nhanh và dễ dàng hơn. Cho nên thành ra Ngài Đại Thế Chí mới nói rằng là cái người tu pháp môn niệm Phật là tu theo phương pháp song ước, lấy lòng não để vô trong tủ quần áo, mùi lòng não lan tỏa trong quần áo. Khi lấy lòng não ra khỏi quần áo rồi thì trong quần áo vẫn nhiễm mùi lòng não, vẫn bị ảnh hưởng mùi lòng não. Người niệm A Di Đà Phật lấy công đức Phật hiệu niệm trong tâm mình thì cái công đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức của Đức Phật tu từ vô lượng kiếp đến hôm nay nó tích chứa trong danh hiệu A Di Đà Phật, nó nhiễm vào trong tâm của mình, thì biến công đức danh hiệu Phật thành công đức của mình. Nghĩa rằng lấy cái quả giác của Phật tu đã thành rồi đem về làm thành cái nhân địa của mình. Người niệm Phật là lấy quả giác của Phật làm cái nhân của mình để tu. Lấy quả giác đó là lấy công đức của Phật tu vô lượng kiếp đã thành tựu rồi, hôm nay đem về làm thành công đức của mình. Cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, cái chỗ này là cái chỗ mà tuyệt chiêu quá nghe, đừng có ngủ quá nghe. Dĩ nhiên thầy nghe Hòa Thượng giảng cái chỗ này, nhưng mà khi thầy nói lại một cái thầy có cảm xúc. Rồi quý vị nghe lại, quý vị có cảm xúc không ạ? Cảm xúc. Mà đặc biệt quý vị đang ngồi trong một cái môi trường này, quý vị nghe tự nhiên cái lòng tính tâm quý vị nó lên. Mà khi ra bên ngoài mình muốn nói cái điều này của thầy giảng nhàn, mới nói cho mình nghe, cho người khác sao nói không được. Tức quá. Ông nói sao nghe nó giòn tan mà nó ngọt sướng mà sao mình nói nó không được ta? Cứ nghe đi, cứ niệm Phật đi, lâu ngày nó sẽ có biện tài vô ngại. Lúc đó tha hồ mà nói, nói đúng lúc đúng chỗ chứ không phải đè đầu người ta lúc nào cũng nói. Hôm qua chúng tôi ngồi nghe Hòa Thượng nói, mà lúc trước chúng tôi cũng có suy nghĩ điều này. Người niệm Phật là lấy cái quả giác của Phật A-di-đà tu đã thành rồi, làm cái nhân địa để mình tu. Cái quả giác này là gì? Là vô lượng giác, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cái quả giác này nếu mà mình tu á, nó phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, lâu lắm và khó thành tựu lắm. Nếu mà tự lực bắt đầu mình tu khó lắm. Thôi bây giờ mình đã, Phật A Di Đà đã tu thành tựu rồi, bây giờ mình lấy cái quả giác đó để mình tu, lấy cái quả giác đó làm cái nhân địa để mình tu, nhanh và dễ hơn. Vì sao? Chiếc máy bay Ngài đã chế sẵn rồi, khoa học đã chế chiếc máy bay sẵn rồi. Bây giờ muốn bay qua bên San Francisco ở Hoa Kỳ, chỉ có cần đến mua vé máy bay tới hãng Korea, Hàn Quốc á, mua một cái vé $1,200 rồi đúng ngày giờ đó mình có visa đồ xong xuôi hết rồi, Mỹ cấp visa cho mình đi vào 1 năm, muốn đi lúc nào mình đi. Xuống sân bay thân nhất đúng 12 giờ, nó bay giờ khuya. Rồi qua tới Korea nó quá cảnh 5-7 tiếng gì, cái là mình bay thẳng qua San Francisco. Tức là nãy máy bay nó đã chế sẵn là mình đi qua trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ quý vị chế một chiếc máy bay, quý vị bay qua tới đó biết bao lâu không? Bây giờ quý vị chế chiếc máy bay, sao mình đủ khả năng mình chế ta? Thấy chưa? Cũng giống vậy, Đức Phật A Di Đà Ngài đã có nguyện lực để đưa mình về cực lạc. Hôm nay mình nói tôi cũng có Phật tánh, tôi cũng sẽ thành Phật, tôi tu như Phật Di Đà rồi, tôi lấy cái nguyện của tôi cũng giống như nguyện của Phật, tôi đưa các vị về cực lạc.
tôi làm cái kiểu này đi cho nó ra oai. Oai đâu không biết thấy thọ mạng hết, nhăn răng chết. Mình không biết tính toán, không biết lựa cơm gấp mắm, không biết nghiệp lực của mình ra răng đây, ra sao đây. Nghiệp chướng thì sâu nặng, phước báu thì cạn mỏng. Thôi nương thiền từ nguyện lực Phật A Di Đà về chển đi. Về tới trên đó thì hẳn hay gặp Phật A Di Đà tu thành Phật, đi con đường tắt này nó nhanh hơn. Làm ăn không không tính là ở lính cả đời ở ngang. Tu pháp môn của Phật mình cũng phải tính toán à. Thôi căn cơ người ta cao, người ta có thể đắc thiền, người ta tu thiền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự giáo mọi biệt triền. Thôi người ta căn cơ cao người ta tu cái đó. Thôi mình dốt dốt ngu ngu quê quê như ông thầy giác nhàn đi. Thôi giờ mình tu theo tịnh độ đi. Ha. Rồi yên tâm, không phải suy nghĩ pháp môn, không phải chọn lựa pháp môn. Rồi đã đi vô pháp môn rồi thì phải đi cho nó chuyên nhất luôn, không xen tạp luôn, không gián đoạn, không hoài nghi. Và công thức miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng là đủ. Còn cái chuyện mà niệm Phật để nó nghe được trong tư tưởng á, hôm qua có một sư cô nói: thưa thầy, con nhập thất rồi tự nhiên con phát ra cái tiếng ở trong đầu con nghe. Mà cái tiếng trong đầu con á là nó nghe kỳ lắm, có lúc nó nghe cả một cái đạo tràng, cái lúc nó nghe tiếng của con, cái lúc nó nghe tiếng của ai nhá thầy. Thầy nói cô điều chỉnh lại, cô niệm thì cô phải nghe cái tiếng của cô. Sư cô này đang nhập thất nghe. Thì cô mới nói rằng là con nghe nhiều cái loại tiếng trong tư tưởng. Thì thầy hỏi rằng là khi cô không niệm cái miệng cô á, cô có nghe không? Cô kêu có. Rồi thầy hỏi khi cô niệm cái miệng của cô rồi cô nghe cái tiếng trong đầu phát ra với cái miệng của cô, nó có khớp không? Cô kêu không. Thầy kêu vậy không được. Người niệm Phật là phải nghe tiếng niệm của mình rõ ràng, minh bạch là tiếng của mình, tỉnh táo, sáng suốt, biết mình đang niệm Phật là đủ. Hiểu chỗ nào không? Còn cái tiếng trong đầu nó phát ra, còn mình nghe cái tiếng ở đâu á, là cái tiếng đó nó có rồi nó sẽ mất, không phải của mình, mình đừng theo nó. Cái chỗ này quan trọng nha. Cái chỗ này là cái kinh nghiệm á nha. Cô kêu à đúng rồi, mấy hôm nay con có bị vướng. Con nghĩ cái tiếng này là cái tiếng sâu lắm, cái tiếng này là nó tiêu phiền não nhanh mà mau chứng mau giảng sanh. Không phải. Cái tiếng đó là âm thanh trong tư tưởng phát ra, do mình huân tập cái tiếng của mình. Có lúc nó phát cái tiếng của mình, có lúc nó nghe cái tiếng bên ngoài, nó phát ra cái tiếng bên ngoài, có lúc nó nghe cái tiếng cả đạo tràng. Cái tiếng đó là không có thật. Nó có rồi nó mất, không có chấp vô đó. Mà phải y cứ nơi cái tiếng của mình A Di Đà Phật, rõ ràng từng chữ từng câu, miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng, rõ ràng thường biết mỗi cảnh vật. Chứ không có nhắm mắt nghe 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 cái tư tưởng A Di Đà Phật nó lân lân, thấy mình bay 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 lên cao mà chuẩn bị giảng sanh. Cái vụ này là chết đó. Cái này là ngủ ấm ma nha. Niệm Phật mà không rõ ràng biết mình đang niệm Phật, mơ mơ màng màng, lọt vô ngủ ấm ma ngay. Nhớ ngàn cái chỗ này là cái chỗ quan trọng à. Lắng nghe nghe, cái chỗ này cần thiết á nghe, cái chỗ này cần thiết à. Như vậy bây giờ con phải làm sao thầy? Một chuyện đơn giản, cô cứ việc niệm Phật A Di Đà Phật là tiếng niệm thực của cô, rõ ràng từng chữ từng câu, miệng niệm tai nghe, và có cảm giác xung quanh rõ ràng hiện hữu thực tế. Đừng có cầu mong chứng niết bàn, mau chứng tam muội, phải niệm trong tâm phát ra tư tưởng nó mới sâu. Không phải. Sâu là gì? Lắng nghe nè. Người niệm Phật sâu là gì? Sâu đây không phải là nghe tiếng niệm Phật trong tư tưởng, bỏ cái tiếng bên ngoài miệng là sâu. Không phải. Sâu là gì? Là người niệm Phật lâu ngày, buông xả càng nhiều là càng sâu. Nghe cho rõ nè. Buông xả về cái gì? Ngã chấp và pháp chấp. Pháp chấp đó là nhà cửa, vợ con. Lúc trước ông chồng của mình, ông đi đâu qua đêm là mình ngủ không được, về mình nghiến răng kẹt kẹt mà dao xẹt xẹt. Chưa buông phải không? Chưa buông phải không? Niệm Phật một thời gian đi sâu vào,
quên ông luôn, ông qua đêm, ông đi qua đêm quên ông luôn. Tôi đang nhớ Phật Di Đà. Ông về giờ nào đó là tùy ông. Còn duyên thì ở, hết duyên đường ai nấy đi. Không phải mình muốn như vậy, nhưng mà mình sống theo Phật, theo tùy duyên. Như vậy mà nó còn tồn tại. Còn mình đi canh miết kia là ông thấy không có, ông làm cho có luôn. Nghĩa là buông được. Buông càng nhiều, buông cho sạch, buông cho chốt là người niệm Phật xong. Hiểu hiểu chỗ này không? Lúc trước tiền trong túi, lỡ mà nó mất con cái mà nó lấy đi là tiếc đứt ruột đứt gan. Tiền là nấm ruột, ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay lỡ nó mất, hôm nay lỡ con cái lấy, hôm nay lỡ mà nó hết về cái chiều hướng gì đó, biết nó là vô thường, buông được là người niệm Phật sau. Nhớ không? Về pháp trần phiền não, về pháp chấp bên ngoài, nhà cửa, Phật tử không buông được. Mà muốn buông được phải làm sao? Thì phải chấp. Chấp cái gì ai biết? Chấp trì danh hiệu. Đúng không? Tất cả ngã chấp và pháp chấp buông. Nhưng phải chấp một điều, đó là chấp trì danh hiệu. Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Nhất tâm bất loạn, lâm mạng trong thời, A-di-đà Phật, phóng quang tiếp độ. Và người niệm Phật sau là gì? Sau là tâm người ta bắt đầu đi vào bình đẳng sau. Đi vào bình đẳng sau là gì? Con của họ đâu, họ thấy giống như con người khác đâu. Con người khác đâu, giống như con họ đâu. Thấy người khác thiếu thốn, giống như thân bằng họ thiếu thốn. Tâm họ bắt đầu đi vào bình đẳng. Bồ Tát thấy chúng sanh đâu, giống như thân mình đâu. Bắt đầu tâm bình đẳng, đi sâu vô. Là người niệm Phật sâu. Chứ không phải kêu là niệm trong tư tưởng là sâu, còn niệm cái miệng đó, ở ngoài cái tiếng không phải là không sâu nha. Cái công cụ niệm Phật mà nói là niệm trong tư tưởng sâu, còn niệm ngoài miệng là không sâu, không phải. Mà cái sâu đây là nó đạt được một cái kết quả, là tâm buông xả, là tâm bình đẳng, là tâm thanh tịnh, là tâm nhất như. Sâu đó tức là thể hiện công đức niệm Phật xong. Còn người niệm bằng miệng, bằng tư tưởng, trong tâm niệm một ngày mười mấy muôn, 14, 15 muôn, 16 muôn, hơn ngày niệm tổ, hoàng niệm tổ, nhưng tâm vẫn không buông xả, tâm vẫn không có đi vào bình đẳng, tâm vẫn chưa thanh tịnh, thì người này vẫn chưa niệm Phật sâu. Cái chỗ này là cái chỗ mà bí quyết, mà hôm qua nghe Hòa Thượng nói một cái, trời nó phê gì mà nó phê. Tôi nhận nghe Hòa Thượng tình không giảng, mà đến cái chỗ này là nó thấm thía cuộc đời. Mà hôm nay mà thầy nghe những lời của Hòa Thượng ra, mà thầy nói có cảm xúc như vậy. Nè nè, hồi nãy giờ có ai cảm xúc hay ngủ rồi, giơ tay cho biết có ai có cảm xúc không vậy? Cho nên sư cô đã đang nhập thất mà bị kẹt. Mấy hôm nay bà cứ lẩn quẩn lằn quằn giữa cái tiếng niệm trong tư tưởng, lẩn quẩn lằn quằn giữa cái tiếng niệm bên ngoài. Bỏ cái kia thì thấy uổng quá, nghĩ chắc mình đang nhập thất mấy hôm nay nó được cái tiếng này chắc là sâu lắm. Rồi mình niệm lại cái miệng sao mình thấy nó bình thường quá. Không phải đâu. Cái người niệm Phật chỉ cần công thức rõ ràng từng chữ từng câu, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng, mới lần đầu gọi rằng là gì? Gọi là tán tâm mà niệm. Rồi từ từ bắt đầu nó định tâm mà niệm. Rồi bắt đầu nó vào nhất niệm, và nó đi đến nhất tâm bất loạn. Bằng cái gì? Bằng con đường miệng niệm tai nghe, rõ ràng từng chữ từng câu, và phải có thời gian niệm hoài. Đó là công thức nó như vậy, đừng có bỏ công thức đó. Ra bằng Phật, nếu có sức khỏe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn không thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái cách này là cái cách bền bỉ lâu dài, không mệt, không khan tiếng. Và cái hơi ra vừa đủ tai nghe.
âm thầm 1-2 giờ khuya trong đêm khuya làm đều đặn lâu ngày chày tháng. Lâu ngày là bao nhiêu lâu? 30 năm. Ấn Quang Đại Sư mới nói toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. 30 năm. Đó là tổ ngang. Còn mình niệm mới có 3 ngày, 7 ngày. Niệm có 1, 2 tháng cho tôi niệm Phật rồi mà sao cứ vọng tưởng hoài. Niệm mấy mấy ngày mà đòi hết vọng tưởng vô duyên. Trời ơi, vọng tưởng từ vô lượng kiếp đến bây giờ quý vị niệm mới có mấy tháng à? Mới có 1, 2 năm mà kêu sao nó không hết vọng tưởng. Mới có gieo mạ xuống mà đòi nắm đồ mạ kéo lên cho cá lúa ăn. Mới có niệm coi như đạo Phật mà chứng tâm đồi chứng tâm bụi liền đòi hết vọng tưởng liền. Làm gì mì ăn liền nhanh dữ hả? Thấy không? Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó quý vị à. Quý vị muốn làm một cái căn nhà của quý vị phải bỏ thời gian, mồ hôi, nước mắt, tiền bạc, của cải, công sức gom góp để được 100-200 triệu, 1-2 tỷ quý vị mới mua cái nhà, quý vị mới xây cái nhà. Có nhiều người cái phước báu kém người ta cả đời chưa được, đúng không? Đó là nói về cái phước hữu lậu, về cái mặt thô phù để tạo một cuộc sống ổn định tương đối ở cõi tạm này nè, mà nó còn như thế, huống chi là mình về một cái cảnh giới gần Phật, được hưởng bao nhiêu châu báu ngọc ngà sa cừ mã não san hô lưu ly hộ phách, được hưởng bao nhiêu công đức thần thông diệu dụng, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, túc mệnh thông, thần túc thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thọ mạng được vô lượng. Trời ơi, hưởng cái quả này đâu phải là đơn giản. Mà nói sơ sơ là mình cần được rồi, mình kêu là đủ. Không phải đơn giản đâu. Nói vậy phải là khó. Công đức Phật tạo sẵn rồi, mình chịu có đem công đức của Phật vô làm công đức của mình, mình biến cái nguyện của Phật với nguyện mình để nó tương đồng với nhau để mình về trên đó hay không, mình chịu làm hay không chứ không phải là khó. Hồi nãy giờ là quý vị đang ngồi lắng nghe chúng tôi đang nói cái lộ trình Phật thừa nghe, chứ không phải là nhân thừa với thiên thừa đâu. Nhân thừa là đời sau chết làm người, biết không? Thiên thừa là đời sau mình mất đi mình sanh lên cõi trời, gọi là thiên thừa, thiên là trời. Còn đây là đang nói cái lớp học này là lớp học cao cấp Phật học để học thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, học Phật thừa về tới Tây Phương Cực Lạc là đang học cái lớp Phật thừa đó ngang. Tuy rằng mình là dân hai lúa hai núi rồi dân bán bánh bèo đập xích lô mà vô đây học Phật thừa là ghê lắm à. Nhưng mà giỡn nó nghe. Nhưng mà là cái duyên lớn lắm á mới gặp được cái lớp này, gặp được thầy giáo này đó. Tuy rằng là mình dân gì không biết, nghèo chạy từng bữa ăn bán giấy số. Nhưng mà dám vô cái lớp học này là không phải đơn giản à, mà mười phương chư Phật tán thán à. Bây giờ học này là học cái tầng lớp cao nhất mà. Đây là đang học niệm Phật để làm Phật mà, để về Tây Phương Cực Lạc để cái lớp là lớp Phật thừa mà. Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Mình học cái nhân cách làm người, đó là gì? Đó là nhân thừa, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp. Cái nhân thừa này mình học, nhưng không làm nhân thừa. Học cái lớp nhân thừa này để mình bước lên Phật thừa. Mà bước lên trong thời gian bao lâu? Trong một đời. Chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói mình đang tu theo Phật thừa. Phật thừa là niệm Phật, nương nguyện lực của Phật A Di Đà, là cỗ xe lớn, là đại thừa. Về Tây Phương Cực Lạc thì mình phải giáo hóa, mình chỉ cho người ta cũng tu Phật thừa. Công đức này lớn lắm. Công đức này mười phương chư Phật tán thán, chỉ có Phật cùng Phật mới thấu tột nguồn chân và tán thán con người này. Và con người này nếu thực sự họ chân thật chịu học, một thời gian họ khai mở trí tuệ. Mà khi đã họ đã khai mở trí tuệ rồi thì tất cả những kinh điển, tất cả những cái con đường mà có những con đường Phật thừa khác
họ đều quy về một con đường Phật thừa, đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là con đường tịnh độ. Nếu họ là tu về Phật thừa, về lý tánh, về thiền tông, thì họ ngộ được thiền tông rồi, họ quy tất cả các pháp môn Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, tịnh độ, họ quy về tịnh độ tông, tức là quy về lý tánh, thể tánh chân như. Còn nếu mà họ tu mật tâm, họ tam mật tương ứng tức thân thành Phật, họ cũng quy tịnh độ, quy thiền, quy Hoa Nghiêm tông và Pháp Hoa tông, trở về mật tông. Còn chúng ta tu về tịnh độ tông thì chúng ta đi trên con đường tịnh độ, cũng quy tất cả con đường thiền tông, mật tông, pháp hoa tông, Hoa Nghiêm tông, trở về tịnh độ tông. Vì trong tất cả các tông và trong tất cả tam muội, niệm Phật tam muội là đệ nhất, Đại Bi tam muội, Lăng Nghiêm tam muội, Pháp Hoa tam muội, tất cả tam muội, thì trong Luận Bảo Vương tam muội nói niệm Phật tam muội là đệ nhất. Tam là chánh, muội là định. Niệm A Di Đà Phật lâu ngày sẽ đạt được chánh định. Mà trong chánh định của niệm Phật, nó sẽ quy tất cả các định khác. Có nhiều người nói tôi niệm Phật tôi phải tu thêm thiền định. Niệm Phật có phải thiền định không? Niệm Phật là đại thiền định. Có nhiều người nói tôi tu niệm Phật tôi phải trì chú. Niệm Phật có phải trì chú không? Niệm Phật là đại minh chú, là vô thượng chú. Như vậy niệm Phật cũng là thiền định, niệm Phật cũng là trì chú. Cho nên thành ra pháp môn tịnh độ này tối kỵ, lắng nghe, pháp môn này tịnh độ tối kỵ là sen tạp. Nửa niệm Phật nửa trì chú, lúc vãng sanh không biết niệm Phật hay trì chú đây. Thọ mạng hết không biết niệm Phật theo Phật hay là trì chú đây. Niệm Phật mà gọi rằng thiền tịnh song tu, y như đứng hai chân trên hai chiếc thuyền, không biết đứng chân nào đây, không biết qua thuyền nào đây, không biết về cực lạc hay là mình trở về tự tánh đây. Tối kỵ sen tạp, niệm Phật tối kỵ sen tạp. Niệm Phật tối kỵ gián đoạn, và niệm Phật tối kỵ nghi ngờ. Khi có ba điều này thì cái công đức niệm Phật và cái pháp môn tìm niệm Phật đối với nó đến với bạn, nó không có đủ cái công sức và không đủ cái kết quả, nó không đủ cái lực để cho quý vị có thể vượt qua những phiền não. Cho nên người niệm Phật là người phải xác quyết tin tuyệt đối có Đức Phật A Di Đà, có 48 lời nguyện và khả năng rằng trong một đời này mình phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quyết định tin như vậy, không nghi ngờ, xác quyết như vậy. Nhưng cái niềm tin này khi quý vị nghe, quý vị tin. Nhưng nếu quý vị không nung đúc hàng ngày tụng Vô Lượng Thọ, không nung đúc hàng ngày quý vị niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì một thời gian cái niềm tin này bắt đầu nó sẽ gì? Nó yếu ớt. Niềm tin này cần phải thời gian để nung đúc nó đó. Nung đúc qua chiều hướng tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, lạy Phật A Di Đà, sáng chiều phải phát nguyện vãng sanh, lâu ngày nó mới nung đúc được cái niềm tin này. Chứ không phải cái niềm tin này bữa nay quý vị nghe vậy là xong là đủ đâu ngang. Và tôi tin có Tây Phương Cực Lạc, vậy là xong rồi. Cái người mà thực sự họ tin sâu có Tây Phương Cực Lạc, họ khởi niệm Tây Phương Cực Lạc thì sao? Họ gặp cảnh giới liền. Pháp sư Hải Hiền khởi lên ý niệm có Tây Phương Cực Lạc, con tin có Tây Phương Cực Lạc, thì Tây Phương Cực Lạc xuất hiện và Đức Phật A Di Đà xuất hiện không dưới 20 lần. Dễ sợ chưa? Còn mình giờ khởi lên có chưa? Chưa. Thì niềm tin của mình nó chưa đủ sức à. Chưa đủ sức, bây giờ bắt đầu phải vung vén nữa đó. Phải vung vén. Vì vậy cho nên thành ra với cái pháp môn tịnh độ này, giảng cho người ta ngồi nghe, người ta thích thú, người ta hoan hỷ,
và người ta tin một cái thế giới Tây phương cực lạc mà mắt không thấy, chỉ tin qua Đức Phật A Di Thích Ca Mâu Ni nói, tin qua nghe thôi, không phải là dễ nghe. Chúng tôi gặp rất rất nhiều người có trình độ cao, học tiến sĩ, và họ họ không tin nổi có Tây phương cực lạc. Vì giờ họ lập luận trên cái kiến thức, trên cái sự hiểu biết, và họ phải kêu chứng minh thực tế là họ phải thấy hiện hữu. Làm sao Tây phương cực lạc mà thấy được? Chỉ có Phật nhãn, mình có Phật nhãn mình mới thấy thôi. Như ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan mà còn chưa thấy nữa, mà huống hồ chi mình thấy. Nhưng mình có cơ may, còn có được niềm tin là mình tin qua nghe. Nghe Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, nghe Đức Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nghe Đức Phật nói trong kinh Phật Thức Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đây là cơ may của mình. Còn được cái duyên này, bám vào cái duyên này nè mà tin. Bám vào cái duyên đó là Phật nói trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Một thở nọ Đức Phật ở tại núi Kỳ Sa Hoạt cùng 1250 vị tỳ kheo. Hôm đó là cái đức tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khác lạ, hào quang của ngài cũng khác lạ. Và ai nhìn đức tướng của ngài có một sự hoan hỷ khác hơn những lúc trước, thì ngài A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, vì sao hôm nay đức tướng của ngài khác? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói, ta chuẩn bị nói đến cái pháp mà ta ra đời, mục đích là ta nói cái pháp môn này. Đó là cái pháp môn mà chúng sanh khó tin. Và cái pháp môn này ta phải kêu ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất tới để ta nói, chứ ta không dám kêu những người khác. Ghê chưa? Sợ ta nói kêu những người khác đi, người khác thấy cái pháp môn này không là không quan trọng. Thì Đức Phật ngài mới kêu Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi có cái thế giới Tây phương cực lạc, đó là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Xưa kia là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài gặp Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ngài phát 48 lời nguyện và ngài trải trường trong thời gian rất dài, ngài thành Phật rồi mà 10 kiếp. Ta sống ở đây chỉ 80 năm rồi ta phải nhập Niết Bàn. Ta ra đây ta giới thiệu cho chúng sanh, mà muốn gặp Phật trực tiếp thì chỉ về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì cái thời gian thọ mạng của Đức Phật A Di Đà và cảnh giới trên đó nó kéo dài vô lượng, còn cái cảnh giới ở này, ở dưới này nó hữu lượng, cho nên ta sống chỉ có 80 năm là ta đi thôi. Nhưng ta giới thiệu cho tất cả chúng sanh, muốn gặp Phật trực tiếp là ta ra đời này để ta giới thiệu cho chúng sanh, muốn gặp Phật trực tiếp thì về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật, tín nguyện trì danh và thành tựu thiện căn phước đức nhân duyên, về bên đó lúc nào muốn gặp Phật là gặp. Còn ở cõi này ta chỉ ra đời cả 80 năm rồi ta phải ra đi. Rõ ràng như vậy. Ngài Xá Lợi Phất, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Cho nên kinh A Di Đà là kinh vô vấn tự thiết, không ai thấy cảnh giới cực lạc mà hỏi, mà Đức Phật tự nói ra, vì Đức Phật thấy và Đức Phật biết. Nếu thực sự mà chúng ta lý luận về pháp môn Tịnh Độ như vậy, mà căn lành của quý vị mà sâu sắc á, là quý vị tin tuyệt đối. Tin tuyệt đối thì sao? Gác bớt công việc của hồng trần này lại, vì thời gian thọ mạng mình chưa biết khi nào nó hết. Thứ nhất. Thứ hai là gì? Đủ ăn đủ mặc được rồi. Đủ ăn đủ mặc được rồi. Còn không nữa thì sao? Hai vợ chồng, chồng đi làm, vợ ở nhà. Chồng đi làm 3 tháng xong đổi lại vợ đi làm 3 tháng. Đủ trả tiền nhà, đủ tiền ăn. Còn nếu mà có tiền thiệt nhiều, thọ mạng hết rồi, chữa bệnh nó cũng chết, thọ mạng hết là nó chết à. Bên Montreal có hai vợ chồng còn trẻ, mới có 30 mấy, 40 tuổi hay 40 mấy gì đó, vừa đủ ăn, ông chồng đi làm đủ trả tiền nhà, đủ ăn, cô ta ở nhà hàng ngày lo niệm Phật, lo công phu. Nó anh đi làm anh kiếm tiền, anh lo nhà lo ăn, em ở nhà ông em niệm Phật, em lấy công đức, em chia đôi, hai vợ chồng mình chia đôi. Hai vợ chồng bàn tính gì vậy đó. Ông chồng kêu ok được,
đủ ăn đủ sống. Hai vợ chồng ngồi bàn tính với nhau, thôi đủ ăn rồi, bây giờ mình tích lũy công đức để mình về trên kia. Mình đủ ăn, bây giờ mình làm dư ăn nữa, mình dồn thời gian vô cái cõi này, lỡ thọ mạng mình hết rồi tính sao đây? Hai người này biết tính toán, hai người này biết tính toán. Mong cho mấy người trẻ trẻ này về cũng tính toán cái bài học này giùm thầy đi. Nhưng mà hai vợ chồng là đồng lòng tu tịnh độ, chứ nếu mà bà vợ chịu mà ông chồng không chịu mà nói kiểu này là ông chồng quýnh cho phù mỏ. Hoặc là có nhiều người bà vợ chịu mà ông chồng không chịu, ông chồng chịu mà bà vợ không chịu, nó chướng duyên cuộc đời này lắm á ngàn, chứ không phải dễ tu đâu đó. Thực ra chúng tôi cũng không ngờ, không ngờ sao mà cái duyên chúng tôi phát triển cái pháp môn niệm Phật mà các cụ kéo về đây, các chú trẻ trẻ kéo về đây thành một cái đại gia đình. Mà cái đại gia đình này có một cái hay là hàng ngày không có trồng lúa, trồng cỏ, trồng rau, đi cào, đi cày đất, gọi là đi gì đấy, trồng ớt, trồng rau, la ghim gì hết trơn, vậy mà đủ ăn nha, hay thiệt đó nha. À, chúng ta nghĩ cũng lạ thiệt đó nha. Vậy mà Phật tử về người ta tu, người ta niệm Phật, người bỏ một chút như vậy đó. Vậy mà đủ nuôi các cụ, đủ nuôi các chú, ăn, sống. Đợt trước 1.000 mấy trăm người, đợt này 300-400. Vậy mà cũng đủ sống, hay thiệt đó nha. Nhà quý vị mà 4-5 người mà không đi làm là đói nhăn răng chết à. À, vì vậy cho nên chúng tôi mới nói là vợ đi làm chồng ở nhà hoặc chồng đi làm vợ ở nhà, chứ đừng lên đây nghe cái là Tịnh Thất Quan Âm không đi làm gì cả, ăn quý vị cứ đóng cửa tụng kinh niệm Phật cái đói nhăn răng chết. Bởi vì mình chưa có đủ cái công đức như ở đạo tràng này, người ta ứng cúng người ta mang tới người ta cúng, ông trụ trì giảng người ta nghe người ta hiểu nhân quả người ta mang tới người ta cúng, cho nên thành ra đại chúng tu nó hưởng cái phước báu của đại chúng và hưởng phước báu của ông thầy trụ trì và hưởng phước báu của cái người niệm Phật đó mà. Còn mình chưa đủ, mình về mình đóng cửa vợ con 5 ngày hết gạo ăn cháo, hết cháo uống nước, uống nước kia là chết luôn á. À. Cho nên thành ra là mình làm gì nó cũng phải có trí tuệ chứ không là kẹt lắm. Lên về nhà thầy dắt nhà ông suối, ông kêu về nhà đóng cửa niệm Phật có gạo mang tới, cứ đóng cửa niệm Phật hoài mở cửa không thấy gạo đâu hết trơn. Còn thầy thầy đóng cửa hở con chui hàng rào họ mang vô à, đúng không? Mới có 4 giờ sáng là họ kêu cửa họ vô niệm Phật rồi đó, ở làng sớm này họ lên nè, đúng không? À, nhưng mà cái lúc mà thầy chưa có đạo tràng từ năm 2000 đến 2007 là thầy mà đóng cửa thầy mà không đi giảng là lúc đó nó cũng đói nhăn răng. Nó có phải đủ thời tiết nhân duyên không quý vị nha, chứ không phải đơn giản. Không à, mà nghĩ cũng lạ nha, rất là lạ. Nghĩ một cái đạo tràng bao nhiêu con người này họ phải làm cái gì ra tiền cho ta. Hồi trước chúng tôi quan niệm là chúng tôi nhận nhận các chú vô á, thì các chú cho đi xuất gia rồi phải đi cúng kiến ứng phó đạo tràng á, biết không? Người ta chết rồi mình cóc cóc chen chen đi cúng cầu siêu đồ đó, hiểu không? Cúng 49 ngày đó, rồi cúng đám ma đó, nhập liệm đó. Hoặc là thầy đi giảng, có người có cái tài đi giảng thì phải đi giảng, người ta mới cúng dường về chứ. Nếu mà nhận mấy bà già vô á, mà để đây rồi tiền đâu nuôi, đúng không? Tiền đâu nuôi. Mà thầy uống thuốc liều thầy làm luôn. Uống thuốc liều làm luôn là mở cái phòng vãng sanh. Thay vì đi ra ngoài cúng ứng phó đạo tràng cốc cốc chan chan thì ngồi đây niệm Phật. Thứ nhất, thứ hai nữa là mấy bà cụ già cứ ở đó niệm Phật khỏi phải đi làm cái gì. Mấy chú khỏi phải đi cúng, khỏi phải làm cái gì. Coi thử coi cái công đức danh hiệu Phật, có cảm với Phật có thể là mình tồn tại sống được không? Vậy mà cũng phay phay sống cái gì. Lạ. Dĩ nhiên thầy không phải khoe thầy, nhưng mà thầy cũng có một cái tài để giảng. Nói cái tài đây cho thực ra là nhờ cái công đức niệm Phật, cho nên nó có được cái tài là biện tài vô ngại, nói chuyện Phật tử người ta nghe người ta thích, người ta tới đây người ta nghe giảng. Bữa nào mà tới không nghe chủ nhật thầy nhàn giảng cái mặt buồn so à. Dĩ nhiên là nó cộng lại nhiều yếu tố. Thứ nhất là ông trụ trì ông đã có một cái duyên để thuyết pháp, ông có một cái cách để ông thuyết giảng để cho Phật tử hưởng ứng thích về nghe. Thứ hai nữa là cái đạo tràng họ chân thật niệm Phật.
nó nhiều yếu tố, cho nên thành ra cái số lượng người đông mà không làm gì kiếm tiền nó vẫn tồn tại. Cái chuyện này không phải là dễ, cái chuyện này không phải là dễ đó ngang quý vị ngang. Kinh tế vẫn là yếu tố quyết định phải không ạ? Chứ không phải đơn giản. Nhưng mà chúng tôi tin được công đức Phật hiệu, chúng tôi ngồi tại đây chân thật mà nói, không bao giờ nói là thầy thiếu cái này, thầy thiếu cái nọ, thầy thiếu gạo, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, thiếu tiền xây cái kia cái nọ. Nếu mà mình đã thấy mình thiếu và mình chưa tin công đức Phật hiệu thì nó cứ thiếu mãi và không bao giờ có. Mình cứ tin công đức Phật hiệu, thiếu gạo thì nấu cháo, thiếu không gạo thì nấu cháo loãng, mà không cháo loãng là uống nước. Tin như vậy đi, tin như vậy đi. Nhưng mà hồi trước giờ niệm Phật, Phật có để cho uống nước đâu, phải không ạ? Phật cho ăn cơm mà ăn một ngày 3 bữa, mà tối niệm Phật là cho ăn cháo nữa chứ. Không, tối niệm Phật nửa đêm á. Vì vậy cho nên thành ra cái công đức Phật hiệu, nếu thâm tín là tin sâu thì một sức mà ăn, nhà đó có đức thì một sức mà ăn, lưu lại con cháu tử tôn thù thắng lắm nha quý vị nghe. Lúc trước 1.000 mấy là 1.500, nấu 1 ngày 4.000 suất ăn cũng đủ tiền lo, giảm lại còn 700 cũng đủ tiền lo, giảm lại hôm nay còn 300-400 cũng vậy. Người nhiều thì Phật Di Đà ký xét nhiều, người ít Phật Di Đà ký xét ít. Nó đâu vô đó quý vị à. Chứ nếu một mình ông trụ trì giác nhàn mà mấy trăm người này còn 300-400, 400-500 người này, trời ơi lo gạo điên đầu á, chứ không phải giỡn à. Hết tiền là mua xì dầu nước mắm à, cái gì đó. Chao. Trời, chưa nói mấy bà già bệnh nữa. Chứ không phải đơn giản đâu nghe quý vị nghe. Quý vị nhà gia đình có 3-4 đứa con mà bây giờ nó đi học không là cũng đủ chết rồi đó nghe. Chưa nói nó bệnh hoạn nữa đó nghe. Cho nên thành ra là thầy nói các chú là lỡ đi tu rồi leo lên lưng cọp là đừng có xuống nữa nghe chưa. Đó. Còn mấy cô mà trẻ trẻ mà đến đây á, mà tu rồi á, là đừng có bắt mấy con cò của thầy đi đó. Cò của thầy nuôi là bây giờ là trắng trẻo đẹp hết trơn rồi đó, chân cẳng cao đã đi phơi phới rồi đó, cứ xe xẻ lạng qua lạng lại là chớp cò của thầy đi đi. Cho nên hôm nay là xe xẻ tới là cho đăng ký 3 ngày thôi, không phải cho đăng ký nhiều. Thầy nhìn thầy thấy mấy chú trước mới ở nhà đi vô nhìn mặt mày lam lũ khổ, nhìn cái mặt tàn tạ dung nhan gì đâu mà thấy tối thui và ngang. Bữa nay vô cái bắt đầu cao giò cao ráo, mặc đồ tu vô đi nghênh nghênh ngang ngang thấy đẹp hẳn ra. Nhưng mà xe xẻ cũng không có tốt lành gì đâu, cò mà kéo ra khỏi cái nó vũ lũ lông lũ cánh hết trơn rồi đó, rụng răng lũng cánh hết rồi, xe xẻ cũng bye bye à. Cho nên thành ra hôm nay thầy còn lại 150 chú cò trên này đó nghe. Công thầy bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò theo xe xẻ hết đi. Cho nên thành ra lúc trước chú Hiền ở trên này, mấy đứa nhỏ chút xúc chút con nít ông cũng nhận 20-30 đứa. Trời ơi, nó nằm dưới đất sao mà nó ghẻ đầy mình đầy mẩy hết trơn. Cái thầy gom 20 đứa thầy đưa xuống thầy Trúc Hiển ở dưới Nhân Trạch Đồng Nai. Ông kêu trời ơi thầy ơi, sao thầy mang mấy thằng ghẻ xuống đây không vậy thầy. Tôi kêu tôi đâu có biết nó ghẻ đâu. Giờ nó ở trên này nó làm sao chú Hiền ông nuôi, chứ tôi đâu có biết, tôi đâu có giao ghẻ cho thầy đâu. Đó, tôi kêu bây giờ tôi phải đi chữa bệnh đó, tôi không có tiền nè, cũng phải lấy tiền đưa cho ổng. Rồi mấy cô trẻ cũng 10 mấy 20-30 cô, thầy cũng xách thầy giao xuống dưới đó. Rồi quý sư cô thì ở đây thì nó cũng đông quá chừng đâu phải là chùa ni đâu, cho nên thành ra chùa thầy bây giờ là còn những bà già từ 50-60 tuổi trở lên, với các chú thì thầy thấy yên tâm.
đó, già cho các chú cái làm gì làm nó đi. Thầy đi đâu thầy cũng yên tâm, cho nên thành ra thầy nuôi cái đối tượng này là thầy yên tâm. Cho nên thành ra là thầy phải nuôi cái đối tượng nào là thầy đưa ra từ đầu, từ hồi xưa năm 2007 là thầy đã chọn hai cái đối tượng này rồi. Cuối cùng chú Huyền ông nhận tùm lum tùm la, nó nhiều đối tượng quá, cho nên thành ra hôm nay thầy lên thầy lọc lại cho nó gọn gàng ha. Còn quý sư cô đây là có chỗ ở, có nhà, có tịnh xá, chủ nhật hoặc lên tu, quý sư cô cái việc lên tu, chứ trong chùa mình là không có còn ni nữa, bởi vì chùa tăng ha. Còn các cô trẻ đến đây thì sao? Thì gửi xuống các chùa ni để cho học luật xuất gia đàng hoàng. Còn các chú trẻ thì sao? Thì mời các chú trẻ đi xuống cái chỗ mà các chùa nhận nuôi trẻ đó, nuôi. Còn thầy là chỉ có khoảng 18, 19, 20 các chú mà tự ý thức được á, tự biết được, tự giặt giũ, tự lo lắng, tự ăn uống, tự tu tập được và tự hiểu được thì vô đây tu. Nhận cái đối tượng này vô đây tu. Mà cái đối tượng này mình nhận vô để mình nuôi lại cho các chú, mà hôm nay cũng quá trời đông à. Thôi còn 150 chú là quá trời nhiều rồi đó. 150 chú này là quá trời đông rồi. Chúng tôi muốn cái số lượng các cụ các chú ở đây tu mỗi ngày bình thường như vậy, không có lễ lược gì lớn nữa. Vì khi một cái đạo tràng mà chuyên tu mà bị cái lễ lược nó xáo trộn, cứ đảo lộn hoài, cho nên thành ra nó mất cái thời gian công phu, bị gián đoạn, cho nên cái sự vãng sanh nó cũng khó. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn những cái điểm tổ chức phải dời xuống hộ pháp và đại tùng lâm. Và cái chỗ đó nó thuận tiện cho Phật tử đi tới, nó rộng rãi nữa. Còn ở trong này là cái số lượng người này cứ việc tu bình thường như vậy, là tu hoài như vậy, nó ổn định rồi. Không xây dựng thêm, không nhận người vô thêm nữa. Cứ như một cái lớp này để lo cho người ta đi giảng sanh bớt đi, rồi mình nhận thêm. Đó. À, thôi thì sáng hôm nay chúng tôi lên đây thì có cái buổi giảng là do cũng một số các Phật tử chúng tôi có hứa là ngày mùng 3 là thứ tư hôm nay chúng tôi lên giảng, cũng có một ít Phật tử ở các nơi về thăm chúng tôi. Thì khi chút nữa chúng ta ra phóng sanh xong, quý vị dùng cơm xong rồi ai muốn gặp chúng tôi đó, thì có cái thất ở bên trên đó, quý vị sẽ lên gặp chúng tôi. Và thời gian còn lại thì chúng tôi giao lại cho cái ban điều hành trên này. Thì chúng tôi thường xuyên ở dưới khu chiên tu, và dĩ nhiên là dưới đó là không có tiếp khách, không có tiếp khách. Vì vậy cho nên chúng tôi dành cái thời gian để chuyên tu đi sâu vào pháp môn tịnh độ. Nếu mà chúng tôi không có dành thời gian chuyên tu đi sâu vào pháp môn tịnh độ thì những cái buổi giảng của chúng tôi nó không có cái sự thu hút, và Phật tử không cảm nhận được những cái đạo lý trong đó. Vì vậy chúng tôi muốn dành cái thời gian đi sâu vào pháp môn tịnh độ. Khi những cái buổi giảng này nó có những cái đạo lý và có những cái chiều sâu của pháp môn tịnh độ, để đem những cái thành quả này để hiến tặng cho quý vị ha. Thôi giờ quý vị chúng ta đứng dậy để chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, công sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm Giáp Ngọ 2014. Tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu lập đàn phóng sanh. Này tất cả các loài chúng sanh hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, quý vị được các bậc thượng thiện nhân bỏ tịnh tài ra mua các vị đem về để phóng sanh. Những vị Phật tử được công đức tài thí là hiện đời sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và giờ đây tất cả các loài chúng sanh được quy y Tam Bảo, sám hối kiệp chướng, được nghe vạn đức hồng danh A Di Đà Phật và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con lươn, con chim này bị các cỏ nhỏ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Hôm nay đầy đủ nhân duyên chư vị đồng tu mua các vị đem về để phóng sanh, quý vị không ở trong chim lồng cá chậu. Sở dĩ thọ mạng quý vị ngắn ở trong chim lồng cá chậu này là do đời trước của quý vị đã tạo nhiều nghiệp và bất có thiện,
Cho nên thành ra hôm nay quý vị phải mang thân loài súc sanh thọ mạng ngắn gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh. Vậy vì vậy cho nên thành ra hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được đầy đủ nhân duyên, được gia đình có Nguyễn Thị này pháp danh Diệu Âm Diệu Bửu, mất tại tỉnh Thác Quan Âm 71 tuổi, Phan Văn Hợp, Nguyễn Thị Tiền pháp danh Liên Tịnh, phát Bồ Đề Tâm 20 triệu mua tất cả các loài chúng sanh này để phóng sanh, hồi hướng công đức này cho những vị mới vừa lâm chung được công đức phóng sanh này mà sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để lại những thọ tướng đẹp, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, dương chi tịnh thị, biến sái tâm thiên, tánh không bất đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát, phù thử thị giả bát công đức thị tại thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô sứ bất siêu luân, thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân khiết ế băng nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trực quế thánh phạm ô hiện tổng thanh lương, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ, phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh đầy chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điện Đà Na Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tấn Cam Bà Tì A Di Đi Đà Ca Lan Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Nì Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Điện Đà Tha A Di Đi Đô Bà Tì Tấn Cam Bà Tì A Di Đi Đà Tì Ca Lan Đế A Di Tì Ca Lan Đa Già Di Nì Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điện Đà Na Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tấn Cam Bà Tì Di Đi Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đa Tì Đa Già Di Nì Già Già Na Di Đà Ca Ta Bà. Này tất cả các loài chúng sanh Diệu Âm Thượng Cầm Hạ Thú ơi, quy y Phật Lượng Túc Trung Tôn, quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Này tất cả các loài chúng sanh Diệu Âm Thượng Cầm Hạ Thú ơi, quy y Phật Không, quy y Thiên Thần Quỷ Hoặc, quy y Pháp Không, quy y Ngoại Đạo Tà Giáo, quy y Tăng Không, quy tụng Hữu Hán Đảng. Cái này chúng sanh thượng cầm hạ thú Diệu Âm ơi, đã quy y Phật rồi không đọa địa ngục, đã quy y Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, đã quy y Tăng rồi không đọa bàn sanh. Chúng sanh đã tạo các ác nghiệp từ đời vô thủy, do tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra. Tất cả chúng sanh hiểu điều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh được từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai?